Xin chào anh em, thì đây là cái video hướng dẫn trade coin phần 8. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em về một số cái mô hình nến nhật đảo chiều giảm giá. Thì những cái mô hình nến nhật này sẽ xuất hiện ở trong một xu hướng tăng giá. Và khi mình thấy được là trong một xu hướng tăng mà xuất hiện cái mô hình nến đảo chiều giảm giá thì mình biết được là xu hướng tăng giá đó sắp kết thúc và chuẩn bị hình thành một xu hướng giảm giá. Và những cái mô hình nến này sẽ cho mình một cái tín hiệu để mà mình bán ra đó. Khi mà trên biểu đồ mình gặp những cái mô hình này thì mình biết được là thị trường nó sắp đảo chiều giảm giá rồi đó, thì mình phải bán ngay, kẻo không là thị trường nó còn giảm nữa đó, giá nó còn tiếp tục nó đi xuống nữa. Rồi ở đây thì mình sẽ giới thiệu đến em năm cái dạng mô hình. Dạng đầu tiên là nến treo cổ, cái nến thứ hai là nến bằng sao, cái nến thứ ba là nến doji biên mô, mô hình nến thứ tư là mô hình nến nhẫn chim suy giảm, và mô hình nến thứ năm là mô hình nến sao hôm. Rồi thì sau đây thì mình sẽ đi vào lần lượt từng cái dạng mô hình này. Đầu tiên về nến treo cổ thì mình có cái phần nhận biết. Ở đây về phần nhận biết thì mình sẽ có là thân nến nó nhỏ và thường nó sẽ nằm ở phía trên cùng. Bóng nến trên thì nhỏ hoặc là thường là nó sẽ không có, hoặc nếu có thì cũng sẽ rất là nhỏ. Đó. Cái bóng dưới ấy, thì nó dài. Đây nến bóng nến dưới này. Dài. Cái thứ nữa là màu sắc thì mình có thể là mình thấy nó màu xanh hay là màu đỏ đều được. Và mình biết ở đây là cái nến này nó sẽ xuất hiện trong một xu hướng tăng, và khi mình thấy xuất hiện trong một xu hướng tăng thì nó báo hiệu một thị trường là sắp đảo chiều giảm giá. Tiếp theo là mình nói về phần ý nghĩa của cái nến treo cổ này. Ở đây là mô hình nến treo cổ và mình thấy nó xuất hiện trong một xu hướng tăng. Thì đầu tiên là khi mở cửa thì mình thấy được là phe bán họ đã muốn đẩy giá xuống. Ở đây khi mình thấy mở cửa giá nằm ở phía trên này và bên phe bán họ muốn đẩy giá xuống ở phía dưới này. Đó. Cái thứ hai là lúc mà đóng cửa thì một lực mua trên thị trường vẫn còn và nó đẩy giá đóng cửa cân bằng giá mở cửa, nó tạo ra cho mình được một cái thân nền nhỏ và bóng nền dưới dài đó. Thì từ khi mà giá đạp xuống phía dưới này, phía dưới cùng này tức là mức giá thấp nhất, thì ở trên thị trường nó vẫn tồn tại một cái lực mua và nó đẩy giá từ phía dưới này nó đẩy lên lại, nó tạo thành cái giá đóng cửa ở phía dưới này. Thì khi mà nó đóng cửa ở đây tạo cho mình một cái thân nền là nhỏ này và cái bóng nền dưới thì nó dài đó. Thì cái điều này cho mình thấy được là lực mua của thị trường đã yếu hơn lực bán. Thì mình biết được là trong một xu hướng tăng mà mình thấy lực mua của thị trường nó yếu hơn so với lực bán, thì mình biết được là thị trường đó có khả năng nó sẽ đảo chiều từ xu hướng tăng thành một xu hướng giảm đó. Tại vì khi lúc này nếu như mà lực mua mà nó mạnh hơn thì nó không có đóng cửa ở đây mà nó đóng cửa đâu đó ở phía trên này đó. Tuy nhiên thì mình thấy được là lực mua ở đây nó chỉ từ đây nó đẩy lên thầu đây thôi, nó không có đẩy lên được nữa đó. Vì vậy đây mình có một cái nền đỏ và giá đóng cửa nó sẽ nằm ở phía dưới đó. Thì qua cái mô hình này thì mình biết được là trong một xu hướng tăng có một mô hình nền treo cổ thì thị trường nó chuẩn bị nó đảo chiều giảm giá rồi. Và đây thì mình sẽ có một cái ví dụ ở đây trên biểu đồ cái đồng đồng bát, thì mình thấy được thị trường đang trong một xu hướng tăng gồm những cái nền xanh dài này tăng lên trên đây. Thì trên này thì nó sẽ gặp một cái nền treo cổ màu đỏ đó. Thì ở đây thì màu đỏ hay là màu xanh như cũng được ạ, miễn sao là cái hình dạng của nó là như thế này. Thì ở đây sau khi mà gặp cái dạng nến treo cổ này trong một xu hướng tăng thì thị trường sau đó sẽ giảm giá xuống đó. Tiếp theo là cái dạng nến số 2, là đây là cái mô hình nến bằng sao. Thì đầu tiên mình có về phần cấu tạo hay là phần nhận biết thì mình gọi là thứ nhất là thân nến nhỏ và thường nó sẽ nằm ở phía dưới cùng. Cái thứ hai là bóng nến dưới không có, hoặc nếu có thì rất nhỏ. Đây bóng nến dưới này không có, hoặc nếu có thì rất nhỏ so với thân nến. Tiếp theo là bóng nến trên thì dài, đây bóng nến trên là dài. Về phần màu sắc thì mình thấy một cái màu xanh hay một cái màu đỏ đều được, và cái này nó cũng sẽ nằm trong một xu hướng tăng. Khi đó thì mình biết được là thị trường nó sắp đảo chiều giảm giá rồi. Về phần ý nghĩa của nến bằng sao này thì mình có cái thứ nhất là khi mở cửa đây, khi mình mở cửa thì nó sẽ nằm ở phía trên này. Đầu tiên là phe mua họ muốn đẩy giá lên cao thêm nữa, từ đây họ đẩy giá lên, đây tạo cái bóng ở phía trên này, cái mức giá này. Tiếp theo là khi đóng cửa thì phe bán họ là đẩy giá xuống thấp. Đây, khi mà gần đóng cửa là phe bán từ trên này đẩy giá xuống thấp. Đó, và nó đóng cửa ở phía dưới này. Đó, làm cho cái giá đóng cửa nó cân bằng với giá mở cửa, và mình thấy được là mình có một cái thân nền nhỏ như thế này. Và cái bóng nền trên là dài. Đó. Thì cái điều này nó cho mình thấy được là phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Đó, và khi đó thì mình biết được là thị trường sắp có thể đảo chiều giảm giá rồi. Tại vì khi này mình thấy trong một xu hướng tăng đó, mà thị trường trừ chỗ những cái mức giá cao hơn đó, và ghi nhận ở đây một cái mức giá đóng cửa nó thấp đó. Vì vậy thì mình biết được là trong xu hướng tăng thì
Khi mà từ chối một bậc giá cao thì mình biết được là xu hướng đó đã yếu dần rồi và nó sắp sửa hình thành một xu hướng đảo chiều giảm giá. Ở đây là mình có một cái ví dụ về đồng tròn, ví dụ về biểu đồ tròn. Ở đây mình thấy trong một xu hướng tăng mà có rất là nhiều cái nến xanh ở đây tăng lên trên này. Và ở đây thì mình đã gặp một cái nến bằng sao. Đó. Đây là cái màu xanh hay màu đỏ đều được cả. Và mình biết được là sau cái mô hình này thì thị trường đã bắt đầu nó giảm xuống. Đây và đây nó giảm xuống này. Đó thì đó là một cái ví dụ về cái nền bảng sao này. Mình sang dạng nền thứ ba là nền Doji BMO. Thì ở đây là cái nền Doji BMO đây. Đầu tiên về phần cấu tạo hay là phần nhận biết thì mình có thứ nhất thân nền nó chỉ là một đường thẳng thôi. Đó thì dạng nền Doji thì mình đã giới thiệu rồi. Thân nền nó thường là một đường thẳng nhỏ như thế này. Đó và cái thân nền này thì cho mình biết được là mức giá mở cửa bằng với giá đóng cửa. Và đây vì thân nền nó nằm ở phía dưới cung này thì mình coi như là cái bóng dưới nó rất là nhỏ, không có. Vì vậy thì mình biết được là mở cửa bằng giá đóng cửa và nó bằng giá thấp nhất luôn. Đó. Ở đây mình có bóng nền trên nó dài, đây bóng nền trên rất dài. Bóng nền dưới là không có hoặc nếu có nữa thì nó rất là nhỏ. Đó. Về phần màu sắc thì với màu xanh hay là màu đỏ, một nền xanh hay là một nền đỏ đều được cả. Và dạng nền này nó xuất hiện trong một xu hướng tăng báo hiệu cho mình việc thị trường sắp đảo chiều giảm giá. Rồi ở đây mình có ý nghĩa của cái nền Doji này. Nền Doji BMO thì đây là cái mô hình nền Doji BMO này. Đầu tiên là khi mình mở cửa, lúc mở cửa thì đây là giá mở cửa này. Đó. Thì phe mua họ muốn tiếp tục, họ đẩy giá lên cao ở phía trên này. Đó, tại vì trong một xu hướng tăng thì phe mua nó đang kiểm soát thị trường thì nó muốn đẩy giá lên. Đó. Tuy nhiên thì ở đây lúc mà đóng cửa thì thị trường nó đang có một lực bán rất là mạnh từ trên này, nó đẩy giá xuống ở phía dưới cung này. Đó. Và nó đóng cửa bằng với giá mở cửa và bằng với giá thấp nhất luôn. Đó. Thì qua cái mô hình nền này thì cho mình biết được là thị trường đang được kiểm soát bởi phe bán. Đó, và mình biết được là trong một xu hướng tăng có một lực bán mạnh và thị trường đã được kiểm soát bởi phe bán rồi thì sau là một mô hình này thì thị trường nó sẽ có khả năng nó đảo chiều từ tăng thành giảm giá. Và đây là một ví dụ về cái nền Doji BMO này. Ở đây thị trường đang trong một xu hướng tăng lên. Tăng lên thì mình thấy gặp một cái mô hình nền Doji này. Đó, Doji BMO đây. Đó, và sau một cái mô hình nền này mình thấy là thị trường nó đảo giá, nó đảo chiều nó giảm xuống này. Từ sau cái mô hình này nó đảo chiều nó giảm giá xuống xuống tốt giá thầu này luôn. Đó thì đó là cái ý nghĩa của cái nền. Mình sang cái dạng nền thứ tư là cái mô hình nền nhận chim suy giảm. Với cái mô hình này thì mình có là đây là gồm hai cái nền. Đây là mô hình nền nhận chim suy giảm gồm hai cái nền xanh và đỏ này. Đầu tiên thì mô hình này về phần nhận biết thì mình có đây là mô hình hai nền. Nền thứ nhất là nền tăng. Đó, đây cái nền màu xanh nền tăng. Cái nền thứ hai là cái nền giảm, đây là cái nền màu đỏ này, là cái nền giảm. Đây có một điều kiện là thân nền hai phải bao phủ hoàn toàn thân nền thứ nhất. Đó. Ở đây là cái nền thứ hai này, cái thân màu đỏ này nó bao phủ hoàn toàn, bao phủ toàn bộ cái nền thứ nhất luôn. Tức là cái này lúc mở cửa thì ở đây nó tăng lên trên tăng lên trên này. Đó. Thì đây khi mà qua cái nền thứ hai thì nó mở cửa đây, nó đóng cửa ở phía dưới đây. Đó. Thì cái giá đóng cửa của cái nền hai này nó bao phủ hoàn toàn cái nền thứ nhất luôn, tức là cái giá này nó phải thấp hơn cái giá mở cửa của nền số 1. Rồi, đó, thì mình sẽ có phần ý nghĩa của cái cặp nền nhận chim suy giảm này. Đầu tiên là với cái nền xanh thứ nhất. Đây, nền xanh này. Thì mình cho mình biết được là vì cái thân nền nó dài. Thì mình biết được là trong một xu hướng tăng gặp một cái nền xanh thân dài thì mình biết được là phe mua họ đã áp đảo thị trường trong cái nền này. Rồi, tiếp theo là mình sang cái nền đỏ thứ hai. Đó. Thì mình cái nền đỏ thứ hai này là mình biết được là đây là một cái thân nền nó dài này và nó bao phủ hoàn toàn cái nền đầu tiên luôn. Đó. Thì mình biết được là cái nền đỏ thứ hai thì lúc này phe bạn họ đã nhảy vào thị trường và nó đóng nền ở mức giá nó thấp hơn so với cái nền thứ nhất. Đó, tức là cái thân nền thứ hai này nó đóng cửa ở phía dưới này. Thì cái giá đóng cửa này nó còn thấp hơn cả cái mức giá mở cửa cái nền phía trên này. Tức là cái thân nền thứ hai nó ôm toàn bộ cái thân nền thứ nhất luôn. Thì điều này cho mình biết được là khi một xu hướng tăng mà cái nền đỏ này nó xuất hiện thì cho mình biết được là thị trường nó được kiểm soát bởi phe bạn rồi. Đó. Vì vậy mà một cái mô hình này thì cho mình một ý nghĩa là trong một xu hướng tăng gặp cái mô hình này thì thị trường nó sắp đảo chiều từ tăng giá thành giảm giá. Ở đây thì mình sẽ có một ví dụ. Đây, thị trường đang tăng lên từ cái nền này nó tăng lên. Đây là cái nền xanh đầu tiên này. Đây, mở cửa ở phía dưới này, đóng cửa ở phía trên. Đó, và khi mà gặp cái nền đỏ thứ hai thì mức giá mở cửa nó sẽ nằm ở phía trên này, nó đóng lên ở phía dưới này.
thì thân nền thứ hai nó bao phủ hoàn toàn thân nền thứ nhất đó. Thì sau khi mình gặp cái dạng nền này thì thị trường nó bắt đầu từ đây nó giảm giá xuống đó, nó giảm giá xuống phía dưới này luôn. Tiếp theo là dạng nền thứ năm, đây là một cái mô hình nền sau hôm. Mô hình này thì về phần nhận biết nó sẽ gồm ba cái nền, đây là cái nền thứ nhất, thứ hai và thứ ba đó. Cái nền thứ nhất là một cái nền xanh rất là dài đó, cái nền xanh dài. Cái nền thứ hai là một cái nền có thân nhỏ. Cái nền này thì về phần màu sắc thì mình không quan trọng, mà mình quan trọng về cái phần thân của nó. Thì cái nền này có thể là một cái nền cong quay hoặc là một cái nền doji đó, đây là một cái nền doji này, hoặc đây có thể là nền cong quay cũng được, với cái thân rất là nhỏ thôi. Và cái nền thứ ba là một cái nền đỏ, đây là cái nền thứ ba là một cái nền đỏ. Cái nền đỏ này thì thân của cái nền đỏ này phải dài hơn 50% của cái nền thứ nhất đó, thân của cái nền thứ ba này, này nó dài hơn 50% thân của cái nền thứ nhất, tức là cái mức giá đóng cửa ở đây nó phải dài hơn 50% của cái nền đầu tiên này đó. Thì về phần ý nghĩa của cái mô hình nền này thì cái nền đầu tiên á, trong một xu hướng tăng là cái nền xanh dài thì cho mình biết được là giá tiếp tục tăng lên và phe mua đang áp đảo trên thị trường. Sau khi mà đã áp đảo rồi thì sang cái nền thứ hai thì với cái nền này thật nhỏ đó, doji hoặc là con quay thì cho thấy được sự lượng lự của hai phe đó. Thì trong một xu hướng tăng mà mình thấy được là sự lượng lự thì mình biết được là cái bên mua đó, phe mua họ không muốn tiếp tục đẩy giá lên cao thêm nữa. Và ở cái nền thứ ba, sau khi cái nền thứ hai này xuất hiện thì xuất hiện thêm một cái nền thứ ba với thân nó cũng dài 50%, hơn 50%. Thì mình biết được là qua cái nền thứ ba này thì mình biết được là phe bạn họ đã nhảy vào thị trường rồi, và họ muốn đẩy giá đóng cửa nó xuống thấp đó, nó xuống rất là thấp ở phía dưới này, thấp hơn là 50% thân của cái nền thứ nhất đó. Thì ý nghĩa của cái mô hình nền này thì cho mình biết được là trong một xu hướng tăng đang tăng rất mạnh và phe mua họ đang lưỡng lự, thì lúc này phe bạn họ đã nhảy vào thị trường để họ kiểm soát thị trường, và sau cái mô hình nền này thị trường sẽ đảo chiều giảm giá đó. Đây là mình có một ví dụ về mô hình nền sau hôm này ở trên biểu đồ ETH. Thị trường ở đây nó tăng lên rất mạnh, đầu tiên là gặp một cái nền xanh này đó, đây là một cái nền xanh dài, từ đây nó tăng lên sang cái nền xanh thứ hai, đây là một cái nền doji. Và cái nền này thì cũng cho mình biết được là vì cái thân nó rất nhỏ, vì vậy mình biết được là đây thị trường đang lượng lự đó, đang tăng mạnh mà lượng lự, thì mình biết được là cái phe mua họ không muốn đẩy giá lên cao thêm nữa. Sang cái nền thứ ba thì ở đây là một cái nền rất là dài đó, cái nền này nó đóng cửa nó ôm toàn bộ cả cái nền xanh thứ nhất luôn đó. Nếu nó đóng cửa hơn 50% thôi cũng đủ rồi, đây là đóng cửa nó giảm xuống ở phía dưới, nó giảm xuống hơn cả cái mức mở cửa của cái nền thứ nhất nữa đó. Thì qua đây cho mình thấy được là thị trường nó bắt đầu nó đảo chiều rồi đó. Và tại vì trong một xu hướng tăng mạnh mà gặp cái nền lượng lự, sau cái nền lượng lự là một cái mức giá nó giảm xuống rất là sâu đó, thì sau cái mô hình nền này thì mình biết được là thị trường nó bắt đầu nó giảm xuống đó. Rồi phần cuối cùng này thì mình sẽ tổng hợp lại một số cái mô hình mà mình đã nói ở trong cái video này. Ở đây mình có 5 cái mô hình nền đảo chiều giảm giá. Mình có nền đầu tiên là cái dạng nền treo cổ, nền thứ hai là nền bằng sao, nền thứ ba là nền doji BMO, mô hình nền thứ tư là mô hình nền những chim suy giảm, đây là cái mô hình gồm hai cái nền, và cuối cùng là một cái mô hình nền ba gồm đây là mô hình nền sao hô đó. Thì những cái mô hình nền đảo chiều giảm giá này nó sẽ xuất hiện ở trong một xu hướng tăng, và khi nó xuất hiện trong một xu hướng tăng thì cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng thành giảm. Và khi mình gặp những cái mô hình nền này thì mình có thể xem xét để mà mình đưa ra một cái lệnh bán đó, tại vì sau những cái mô hình nền này thì thị trường đã bắt đầu nó giảm giá xuống, thì mình có thể mình bán ở cái mức giá cao rồi đó. Mình không có đợi sau những cái mô hình này mà mình sẽ đưa ra cái quyết định bán, vì như vậy nó sẽ rất là trễ đó. Những cái mô hình này sẽ cho mình một cái tín hiệu để mình bán ra. Thì phần cuối cùng thì cũng sẽ là một cái lưu ý khi mà anh em sử dụng những cái mô hình nền đảo chiều. Thì luôn luôn là khi mà sử dụng cái mô hình nền thì mình phải chờ cái nền nó đóng cửa hoàn toàn để mình xác định được là mô hình đó là cái mô hình gì. Tránh trường hợp là mình giao dịch khi cái mô hình nó chưa hoàn tất, cái nền nó chưa đóng hoàn toàn đó. Cái thứ hai nữa là mình nên kết hợp những cái mô hình nền đảo chiều này với các cái công cụ phân tích kỹ thuật khác, và để hiệu quả nhất thì mình có thể sử dụng các cái vùng giá như là vùng hỗ trợ kháng cự hoặc là những cái đường trung bình đồng để giúp mình trái coi hiệu quả hơn. Rồi thì video này sẽ kết thúc ở đây. Và
Qua cái video này thì mình đã giới thiệu đến một số cái mô hình nền đảo chiều giảm giá. Hôm trước thì là những cái mô hình nền đảo chiều tăng đó, thì những cái mô hình đảo chiều tăng thì cho mình những cái cơ hội để mà mình mua, và những cái mô hình nền đảo chiều giảm thì nó sẽ cho mình những cái tín hiệu để mà mình bán đó. Thì hy vọng qua những cái mô hình này đó, những cái mô hình nền này sẽ cho mình những cái tín hiệu để giúp mình có thể trade coin, mình biết được lúc nào mình nên mua và lúc nào mình nên bán ra. Rồi thì cái video này sẽ kết thúc ở đây. Và nếu anh em thấy video này hữu ích thì cho mình một like và một sub để ủng hộ kênh, cũng như là cập nhật thêm nhiều cái phần tiếp theo trên cái kênh của mình, cũng như là cập nhật những cái phần tiếp theo của hướng dẫn trade coin này. Rồi xin cảm ơn anh em đã xem video và hẹn anh em trong những video lần tới.